Đây này được mấy cái ống làm cháo đu đu, còn loại gốc thì này làm được xương. Nhưng mà sợ vì anh em này không có nhiều cháo này gắn với chúng tôi từ lúc còn bé, xem các cụ làm thì về sau mình cũng mày mò mình làm. Đầu tiên làm những điều nhỏ, rồi đến lớn lớn thì làm những cháo nhỏ nhỏ. Thế làm cháo nhỏ nhỏ xong thì làm cháo to dần. Có giai đoạn như vậy là từ năm 80 đến giờ, cái đồ chơi của thế giới nó tràn ngập vào. Nhất là cái điện thoại, rồi máy tính lấn át dần cái trò chơi Việt Nam. Cho nên cái diều sáo nói riêng và các trò chơi Việt Nam, đồ chơi Việt Nam nói chung đều dần dần bị mai một. Và cái diều sáo này có những lúc trên bầu trời hầu như vắng bóng. Chỉ những người nào thật đam mê như chúng tôi thì mới thỉnh thoảng mới có tung lên trời để có tiếng kêu thôi. Nếu bận việc đi thả diều các bạn cần nhằn, cho nên lúc là thư thả đi thả cho đỡ nhớ thôi. Đấy, đây bà xã này rất là đam mê, cả bờ xã còn đi buổi tối còn đem diều ra đâm cùng cơ. Rất đam mê. 2013 chúng tôi về thành lập câu lạc bộ diều sáo Cao Viên. Lúc đó là phải đi tìm từng thôn một xem ai còn chơi diều, thì nhặt mãi trong xã này còn được 6 người. Thế sau khi mà chúng tôi thành lập cái câu lạc bộ đấy, các xã bạn cũng lại đến yêu cầu cho tham gia. Vật liệu để làm sáo ấy thì ngày xưa làm bằng tre, chọn được ống tre giữa hai đầu của cái ống ấy, nó tương đối đều nhau thì làm tiếng kêu của hai bên nó mới hợp nhau. Bây giờ đấy thì người ta dùng ống nứa, sáo to thì người ta dùng ống mai, nhưng mà ống nứa thì nó có nhược điểm là dễ vỡ, ống mai thì cũng hay nứt. Nếu ngâm thì âm lại không thanh, không đều. Các cụ ngày xưa đấy sáo các cụ chơi là theo bộ, theo chữ. Các cụ chơi sáo một nó mang tính chất hỗn nguyên, sáo đôi là nữ nghi, và sáo ba này là tam cương, là quân sư phụ. Thế sáo bốn thì các cụ không chơi. Sáo bốn là cái nó gắn với cái tứ đức của người đàn bà, cho nên các cụ chơi sáo năm. Sáo năm nó theo giải thích của các cụ đấy là ngũ âm, nhưng mà thực tế các cụ lại gắn thêm ngũ thường, là nhân nghĩa lễ khí tín. Ở thế hệ của tôi chơi diều trước là chỉ có sáo ba và sáo đôi thôi. Bây giờ các cháu nó thời đại bây giờ 4.0 rồi, nó chơi là đưa lên tầm sáo dàn như này. Ví dụ như này, bộ này là bộ sáo bò, ống cái của nó đời hiện tại là 60 đường kính đo lòng trong ấy, để mà thả được bộ sáo như này phải con diều từ 3m2 trở lên. Quanh Hà Nội này thì chơi sáo bộ này nó đổ hồi rất tiếng. Thế nhưng mà cái vùng biển ấy thì người ta dùng cái sáo dàn này, vì cái này là nhiều sáo nó hòa âm với nhau thì nó nấn át được tần số sóng biển thì nghe mới được. Nếu mà đem cái bộ ba này ra vùng biển thả thì nghe nó không ra gì. Thế nhưng đem bộ này về đồng bằng bộ vùng mình thả thì nó ổn. Đấy. Nhưng đem bộ này ra biển thì nghe nó rất hay. Có nghĩa là mình đi làm cả ngày về nó rất là mệt rồi, nhưng mà khi có gió đem diều ra thả ấy, cái mệt mỏi của mình nó theo hết cái tiếng sáo lên không trung để nó hòa nhịp vào, đương nhiên cái mệt mỏi của mình nó sẽ tan biến đi. Bộ sáo này là của cháu là làm âm thanh là làm giống kiểu tiếng còi ạ. Nói chung những gia đình người ta thích cho con người ta ra thả diều hơn là chơi điện thoại. Cho nên nếu các cháu đi thả diều thì ít khi bị cha mẹ cấm. Thế nhưng mà có cái này các cháu lại mê điện thoại hơn diều. Còn nếu các cháu ra chơi diều thì bố mẹ sướng quá.